Trong một cái doanh nghiệp á, thì thường cái nào mà càng gần khách hàng là càng có lợi. Bạn Mai cũng từng làm về may mặc à, thì lúc đó Mai thấy thật sự là cái công việc của họ rất là khắc nghiệt. Chẳng hạn như bây giờ để may một bộ đồ, thời điểm đó là họ sản xuất với số lượng lớn mà họ sẽ mua vải ở một cái quốc gia nào khác, rồi họ lại nhuộm ở một quốc gia khác, rồi ngoài ra những cái phụ kiện như là ren hay là nút thì lại mua ở nút quốc gia khác, rồi sau đó là họ mới nhập về Việt Nam để bắt đầu mới gia công, mới sản xuất rồi bán lại cho các nhà phân phối khác. Như vậy là họ là B2B. B2B là business to business. Mà nói thời điểm đó ở châu Âu thì nó chỉ chừng có vài cái nhà phân phối lớn, thật lớn, như Việt Nam mình thì có Co-Mark hay là có Bách Hóa Xanh. Còn bên kia thì những cái tập đoàn siêu siêu thị lớn, ví dụ như là Walmart, Carrefour, Target. Và họ mua, một lần họ mua thì họ mua rất là nhiều, bởi vì cái người mua thì chỉ có vài người thôi, còn người bán á, hàng trăm cái nhà máy như vậy. Do đó họ trả giá đến sát sao, đến từng đồng, từng sen một. Sau khi một cái sản phẩm đó mà chạy rồi là họ sẽ khều khều nhà sản xuất đó đến và thay thương hiệu cho họ. Nên thời điểm đó là mình đi vô Carrefour hay là vào Target, cô Mai nhiều khi Mai shop luôn, thấy rất là nhiều cái sản phẩm mà mang tên Carrefour, có cả đồ điện tử, nước suối, mỹ phẩm, tivi, tủ lạnh. Có nghĩa là những nhà máy mà sản xuất chỉ là cái người làm thuê ăn cái phần trăm của cái gia công thôi, còn lại cái thương hiệu là thuộc về những nhà phân phối như vậy. Thì để thấy được rằng là ngày xưa cái quyền lực của nhà phân phối nó mạnh như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay đương nhiên là nó có những cái khó khăn, nhưng mà bù lại nó cũng có thuận lợi. Chẳng hạn như mạng xã hội lên ngôi, ngay cả các bạn muốn có thương hiệu riêng các bạn vẫn có thể có được. Và mình cũng không cần phải bán cho một cái tổ chức siêu thị, là mình bán trực tiếp trên mạng xã hội. Miễn là mình PR tốt, mình quảng cáo tốt là mình có thể bán trực tiếp lên được. Thì đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn trẻ ngày hôm nay khi mà các bạn muốn start up.